Bẩm cô Bạch, mệnh bà truyền lời muốn cô đi làm giải phân cách giữa thú vương và phu nhân ạ. Ừ, nhưng ta đang có chút việc bận. Hắc ơi, Hắc sang chỗ phu nhân chơi không? Cô được công đức không? Dạ không ạ. Không thì thôi, không đi. Thôi để ta đi cho. Nàng định sống với kẻ như hắn cả mấy nghìn năm nữa sao? Ngài nên cẩn trọng lời nói một chút. Đây là địa phủ, không phải yêu giới. Chẳng lẽ tình nghĩa 2.000 năm của chúng ta không bằng 40 năm nàng gặp hắn? Ta sống ở trên nhân gian được 35 năm, xuống dưới đây tính ra cũng chỉ được 40 năm. Lấy đâu ra 2.000 năm như ngài nói chứ? Kiếp trước rõ ràng nàng là vợ ta. Canh mệnh bà, bánh xoay luân hồi, thậm chí cả cái địa phủ này được tạo ra nhằm ngăn trở giữa kiếp này và kiếp trước. Ta của kiếp này và ta của kiếp trước vốn không phải là một người. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Nàng là nàng. Phu nhân, thú vương. Phu nhân cho gọi con ạ. Ừ, lại đây. Ta chỉ cho con một vài thuật toán. Bắc Diêm Vương vốn không phải là một kẻ đáng tin. Khi nàng đầu tắt mặt tối ở đây, hắn đang ở đâu? Ăn chơi đàn đúng. Ta nghĩ việc này ngài phải hiểu rõ nhất chứ. Cái con trồn hơi kia tránh xa vợ ông ra nhé. Ta là Hồ Yêu, thằng mắt lòi. Sống mãi linh hồn thì chính là một con tròn. Đồ con tròn. Hắc, Cái sao gì là Diêm con Vương lại tròn cầm vậy? vũ khí bản mệnh của Hắc? Thằng mắt Diêm tròn, Vương bảo là con cho mới tròn mượn ông đó cho 500.000 công nha. đức.